Dạ, và một cái cục này rất là gọn, rất là nhỏ. Tất cả các cô chú, con cũng chia sẻ cho tất cả các cô chú mà đang sử dụng nhạc cụ, tất cả các loại nhạc cụ, đường nhị, đường bầu, đường guitar có thể. Cái đây là cái cục lẹp âm thanh rất là chuẩn. Nó có cái nút volume lớn nhỏ để mình chỉnh và chỉnh bass, chỉnh treble. Đó. Và nó tự kích khuếch đại lên cái âm thanh cái mô bin của mình. Ví dụ cái mô bin của mình nó kêu 8 thì gắn cái cục này vào, truyền cái rắc từ cái đường vào cái cục này thì cái tiếng đường mình nó lên tao 10 lên 10 xéo, nó tăng lên gần gấp đôi. Nhưng mà đặc biệt là cái cục của con là nó lẹp tiếng như tất cả các cô chú. Chứ còn nhiều cái cục không lẹp tiếng thì mình tăng lên nó rất là ồn, nó có cái tiếng sò xì sột sẹt sụt xịt gì đó. Nhưng mà cái cục của con là được cái chế độ tự động lẹp âm thanh, lẹp tiếng, không ồn, chống hú, không ồn. Tất cả các cô chú con chia sẻ cái cục này của con này. Và ở dưới là nó có cái chỗ mình bỏ cái cục pin. Cục pin thì mình sử dụng thời gian rất là lâu. Nếu mà cô chú đi phục vụ đám tê thì khoảng tầm 20 mấy 30 đám thì nó mới hết cái một cái cục pin lại. Đấy, còn chỉ cái cục này của con. À, con cũng đã từng gỡ ghém đến cho tất cả nhiều cô chú từ mọi miền. Con cũng chia sẻ lên đây cái video này để cho tất cả các cô chú cùng thấy. Và nếu mà như các cái đường của tất cả các cô chú nó bị nhỏ tiếng, hơi bị nhỏ, không được lớn để mình hòa chúng, thì hãy đi đến với cái cục này. Cái cục này là một cái cục của con, đặc biệt nó có một cái chế độ lẹp tiếng tự động. Nó hê một cái chỗ là lẹp tiếng tự động, nhưng tất cả các cô chú lẹp tự động. Nếu mà không có cái khuếch đại, mà không có cái lẹp tiếng tự động á, thì nó rất là ồn. Nhưng mà tại sao cái cục này nó rất là nhỏ, ít người tin rằng là không tin là nó có lẹp được hay không. Nhưng mà cục này thời xưa nó khác, còn hôm nay nó khác. Hôm nay càng hiện đại nó càng nhỏ bé. Những cái hàng nhỏ là cái hàng hiện đại. Nhưng tất cả các cô chú cũng có nhiều cô chú là mê to, nhiều người thích to, nhiều người thích trung bình, nhiều người thì thích to hung lên, to bự lên, còn nhiều người là thích lại nhỏ bé, nhiều người thích lại nhỏ 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 nhỏ. Nên tất cả các cô chú mà cục đây là rất gọn gàng và nhỏ nhỏ. Cục nho nhỏ là cục của con đây. Nên tất cả các cô chú